Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng máy tính Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà mở cái bàn Mở cái con chuột cảm ứng Mở cái chuột cảm ứng ở trên bàn phím laptop các bạn nhé Đó thì giới thiệu các bạn ở đây là mình đang sử dụng cái laptop Toshiba này À, vì cái máy này mình dùng lâu rồi nên là khi mà mình quay video các bạn thì nó có cảm giác là nó cũ và nó hơi dơ các bạn nhé nhưng thực ra là cái máy này mình dùng cũng lâu rồi đấy thì ở trên cái bàn phím laptop hiện nay thì hầu như máy nào nó cũng có cái con chuột cảm ứng này các bạn này đấy. con chuột mà mình cứ rê rê tay thế này thì khi mình rê tay như thế này thì con chuột ở trên màn hình nó sẽ chạy và mình sẽ thao tác ở trên đi, à, trên trên bàn phím trên 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 máy tính giống như là con chuột thật luôn thì để mở để mở cái con chuột cảm ứng này thì các bạn chú ý nhá là mình sẽ à, bấm cùng lúc hai phím nhá đầu tiên là phím đầu tiên là cái phím fn này đây nhá phím fn này đó có chữ f và chữ n rồi một cái phím nữa đó là cái phím mà có biểu tượng của cái chuột cảm ứng nhá tức là bấm cùng lúc hai phím các bạn dùng hai ngón tay các bạn ấn cùng lúc thì mới được nhá thì trên cái máy Toshiba này thì các bạn này chú ý là thường thường thì cái nút mà có biểu tượng chuột cảm ứng ấy thì nó sẽ chạy từ cái phím F1 này này đó từ cái F1 cho đến F12 F12 nhá đây F1 đây này F2 này F3 F4 F5 F6 F7 cho đến F12 bên này đấy thì cái, cái biểu tượng mà biểu tượng mà cái chuột cảm ứng đó các bạn này đây nằm ở F9 này đấy F9 này đó thì chúng ta sẽ dùng hai ngón tay chúng ta sẽ bấm cùng lúc nhé bấm cùng lúc cùng lúc hai cái phím này phím FN này đây mình bấm cho các bạn này đây nha đây FN và F9 này nhấn cùng lúc nhá rồi đó thì lúc này là ở trên màn hình là mình sẽ điều điều khiển cái chuột được này lúc này mình dê tay là mình sẽ điều khiển con chuột trên màn hình được các bạn này đây nha chuột đang chạy đây nhá đó Đấy, mình dê tay này rồi, dây tay như thế này thì con chuột này nó sẽ chạy này rồi ví dụ như là để để mở cái computer này lên để mở máy computer thì các bạn sẽ dùng con tay nhá dùng cái con tay này này các bạn dùng một ngón thôi nhá các bạn gõ lên đây hai lần gõ lên hai lần liên tục thì cái ứng dụng ở trên trên màn hình máy tính của mình nó sẽ mở ra nhá đây nha ví dụ mình mở máy computer lên đúng không thì con chuột ở đây các bạn này chuột ở đây này đấy mình di chuyển chuột đến micro Computer và mình gõ dùng con tay gõ hai lần ở trên uh, cái chuột cảm ứng thì nó sẽ mở cái này ra đó nó sẽ mở cái biểu, mở cái uh, cửa sổ My computer ra cho mình đúng không đấy cde rồi ví dụ mình vào đây mình mở cái ổ đĩa ổ đĩa cũng vậy ví dụ mình mở ổ đĩa d cũng vậy các bạn nhé mình kích mình kích hai lần đó kích hai lần hai lần thì nó sẽ mở cái uh, cái ổ đĩa ra các bạn muốn mở ứng dụng nào thì các bạn cứ kích hai lần ngón tay ở trên cái chuột cảm ứng là nó sẽ mở ra. Rồi, bây giờ là mình sẽ tắt đúng không? Vậy thì sau khi các bạn mở rồi thì các bạn sẽ tắt. Thì để tắt thì các bạn thao tác lại y chang như lúc mở luôn. Đó, tức là các bạn cũng ấn phím F Đấy, ấn phím F đây. Và phím F9 này luôn. F9 này luôn. Mình sẽ nhấn cùng lúc. Đây nha. Nhấn hai ngón tay này, ngón bên này này. Và ngón bên này. Đó. À. Đấy như vậy là lúc khi mà mình bấm như vậy thì con chuột nó không chạy nữa các bạn này, con chuột trên màn hình này. Đó, khi mà mình dây tay như thế này nhá, dây tay như thế này này. Đấy thì con chuột trên màn hình là nó không chạy nữa nhá, bởi vì mình đã tắt cái con chuột cảm ứng rồi. Đó, mình đã tắt đi rồi nhá. tức là khi mà các bạn bấm một lần thì nó sẽ mở ra, nhưng mà nếu các bạn mà bấm tiếp một lần nữa thì nó sẽ tắt cái chuột cảm ứng đi. Đó, nhưng mà sau đấy các bạn bấm lần nữa thì nó lại mở ra. Đó. Như vậy là việc tắt và mở thì nó đều thao tác là ở trên hai phím giống nhau hết các bạn nhá y chang giống như là mở cái mở cái cột sóng wi-fi ở trên laptop cũng vậy đó cách mở cột sóng wi-fi ở trên laptop thì các bạn cũng làm như sau này ở đây mình cũng nhân tiền đây là mình chia sẻ các bạn luôn nhé thì để mở wi-fi trên laptop thì các bạn có thể cùng ấn cái phím FN này đấy tìm phím FN này là cố định rồi đúng không thì các bạn tìm từ cái F1 F1 cho đến F12 F12 mà nó có cái nút nào mà có cái cột sóng wi-fi đấy thì các bạn chọn nhá ví dụ như ở trên cái máy Toshiba này thì F8 là nút cái nút mở wi-fi các bạn này đây này đây cột sóng wi-fi đây này cái biểu tượng cột sóng wi-fi đây nha đây F8 đây này F 8 là biểu tượng cọc sóng wi-fi cũng như là mở wi-fi còn F9 ấy là cái biểu tượng của chuột cảm ứng thì nó sẽ mở cảm ứng thì để mở wi-fi ấy, thì các bạn cũng phải kết hợp với phím Fn nhá các bạn dùng hai ngón tay nhá đấy bấm hai ngón tay vào Fn này Fn và F8 này để các bạn mở wi-fi đúng không mở wi-fi các bạn nhấn cùng lúc thì các bạn bấm lần đầu thì wi-fi nó sẽ sẽ mở ở trên máy tính của các bạn nhưng nếu mà các bạn bấm tiếp một lần nữa thì wi-fi nó sẽ tắt nhá đó tức là bấm thì mở bấm lần nữa thì tắt nó cứ so le như vậy thôi Đấy, cách làm thì rất là dễ vậy thôi các bạn nhé à, Và ở đây thì cũng chia sẻ các bạn là đối với cả cái dòng máy khác nhau ấy, thì cái cái nút cái nút chuột cảm ứng này, này thì nó sẽ khác nhau nhé Ví dụ như là máy Toshiba thì cái nút chuột cảm ứng này là hình như là nó nằm cái máy đeo ấy thì nó nằm ở phím F8 hay là F F5 gì đấy. Đó. Còn cái ví ví dụ như là máy Samsung đó, Samsung hoặc là máy Azure thì nó lại nằm ở các cái phím khác. Đó, tùy từng cái dòng máy. Nhưng mà khi các bạn sử dụng thì các bạn cứ quan sát từ cái phím F1 cho đến F12. Đó, nó có cái biểu tượng, cái biểu tượng ở trên cái phím này luôn. Đó. dễ làm vậy thôi các bạn nhé. Rồi thì uh, thông qua video này thì mình cũng muốn uh, chia sẻ thêm các bạn đó là đối với cái chuột cảm ứng này thì nó chức năng của nó là hoàn toàn giống với lại uh, uh, chuột dây nhé. Đấy, ở đây mình cũng đang sử dụng chuột dây này, chuột dây các bạn này. Đấy. cái chuột dây này thì nó sẽ uh, uh, có một cái đầu dây, đầu dây gắn vào đây, một cái đầu USB đây này đó đầu USB này thì các bạn phải gắn vào cái cổng USB thì chúng ta sẽ điều điều khiển cái chuột này nhé. còn khi các bạn gắn cái chuột này vào mà nó có nó nó, nó, nó khi nào mà các bạn gắn vào mà nó có cái đèn LED này, cái đèn LED màu đỏ này nó nó hiện lên thì chứng tỏ là mình đã kết nối cái chuột này vào cái cái máy tính này thành công nhé thì uh, chia sẻ với các bạn là đối với những bạn nào mà mới sử dụng máy tính uh, lần đầu ấy thì uh, theo mình thì các bạn nên sử dụng chuột dây nhé chuột dây thì nó sẽ dễ hơn so với cái chuột mà chuột cảm ứng này các bạn này bởi vì uh, cái chuột cảm ứng này mà các bạn uh, thao tác mà nó không uh, cẩn thận ấy thì uh, nó sẽ chảy lung tung các bạn ạ con chuột ở đây mà hình nó chảy lung tung và có khi là nó nhảy vào cái ứng dụng này rồi nó nhảy sang ứng dụng khác thì nó sẽ làm lỗi cái máy của mình nhé thì uh, đối với chuột cảm ứng thì uh, nếu mà các bạn mới sử dụng lần đầu thì uh, các bạn sử dụng khoảng tầm một tuần nhé tức là các bạn dùng tay các bạn rê này hoặc là các bạn dùng uh, tay các bạn bấm cái nút này, này đó thì khoảng một tuần là các bạn sẽ quen đó thì ở đây thì uh, cũng chia sẻ các bạn là đối với mình thì mình sử dụng chuột dây là nhiều các bạn nhé dùng chuột dây là nhiều thôi còn chuột cảm ứng này thì mình cũng hạn chế mình ít khi dùng nhưng thực ra thì có một số người họ rất là thích thích dùng cái chuột cảm ứng này các bạn nhé bởi vì là uh, nó cũng tiền lợi và nó không cần phải dùng chuột dây rơm ra thì cái này là À, mình cũng chia sẻ các bạn vậy thôi chứ tất nhiên là cái này thì tùy nhu cầu của từng người nhé à, thì ngoài ra trên thị trường hiện nay thì nó cũng có cái chuột không dây này các bạn nhé cũng giới thiệu các bạn luôn chuột không dây thì à, ví dụ như cái chuột này đây nhé thì chúng ta sẽ không cần ghi dây này gắn vào đây nữa đó không cần ghi dây này mà ở trong con chuột này nó thì nó sẽ có một cái hồn pin này chúng ta bỏ pin vào trong này tức là phải mua pin về gắn vào và phía bên này thì mình phải À, phải gắn vào đây một cái cọc anten cho nó này giống như là cái usb uh, để cho cái con chuột này nó nó kết nối với kia cái, cái cọc anten đó và bắt đầu nó điều khiển cái uh, con chuột ở trên màn hình này đấy thì cái chuột không dây thì nó tinh vi hơn và nó sẽ đắt tiền hơn đấy, có giá khoảng uh, từ 200 trở lên còn cái chuột có dây này thì uh, cũng rẻ các bạn này chuột có dây này thì hiện tại trên thị trường thì có giá từ khoảng 60.000 cho đến 100.000, ngàn trăm rưỡi thôi Đấy, mươi đến một rưỡi uh, rất là rẻ. Đấy cũng nói chung là cái đối với máy tính thì bàn phím và chuột thì nó rẻ các bạn ấy. mình các bạn cứ dùng vô tư nó rất ít khi học Rồi, thì à, vừa rồi là mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách mở và tắt cái chuột cảm ứng ở trên bàn phím nhé à, Thì à, sau video này mà bạn có vấn đề gì cần chia sẻ thì à, các bạn à, tiếp tục comment ở dưới và mình à, sẽ trao đổi thêm với các bạn. Và thông qua video này thì mình cũng giới thiệu thêm các bạn một số nội dung liên quan đến cái à, cái chuột nhá, sử dụng chuột, đặc biệt là những bạn mới sử dụng máy tính lần đầu. Đó, cảm ơn à, tất cả các bạn đã theo dõi video và à, chúc tất cả các bạn đã thực hiện thành công nhé. À, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ với tất cả mọi người cùng xem nhé và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé để mình có động lực làm thêm các video khác và chia sẻ với tất cả các bạn nhé rồi xin chào tất cả các bạn